Cũng trong ngày mùng 8 tháng 10, đồng chí Trần Hồng Hà, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc về tình hình triển khai luật đất đai, luật nhà ở, luật kinh doanh bất động sản. Dự hội nghị tại điểm cầu Thái Nguyên có đồng chí Mai Thị Thúy Nga, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, đồng chí Lê Quang Tiến, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, đại diện các sở, ngành, địa phương của tỉnh. Phát biểu khai mạc hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh, Ba bộ luật có liên quan chặt chẽ, mật thiết đến việc triển khai các nhiệm vụ, dự án cụ thể phục vụ phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng. Chính phủ đã báo cáo Bộ Chính trị và được sự đồng thuận cao của Quốc hội cho phép có hiệu lực sớm trước 5 tháng. Hiện nay các địa phương đang tập trung xây dựng, ban hành các văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền. Đối với tỉnh Thái Nguyên, Hội đồng nhân dân tỉnh đã ban hành nghị quyết số 32 về danh mục nghị quyết quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân tỉnh, quy định chi tiết luật được Quốc hội thông qua văn bản số 231 về chấp thuận đề nghị xây dựng nghị quyết ban hành chính sách hỗ trợ về đất đai đối với đồng bào dân tộc thiểu số. Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành các văn bản liên quan đến một số nội dung về giá đất, hạn mức giao đất, công nhận quyền sử dụng đất với các loại đất, bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi nhà nước thu hồi đất. Hiện Sở Tài nguyên và Môi trường đã xây dựng kế hoạch tổ chức tập huấn triển khai thi hành Luật Đất đai năm 2024 và các nghị định hướng dẫn thi hành tại hội nghị phó thủ tướng chính phủ yêu cầu các địa phương làm rõ những khó khăn vướng mắt trong việc ban hành các văn bản quy phạm pháp luật cần thủ tướng chính phủ và các bộ liên quan tháo gỡ giải quyết hướng đến mục tiêu đẩy nhanh tiến độ hoàn thành việc ban hành các văn bản quy định chi tiết luật đất đai luật nhà ở luật kinh doanh bất động sản để đáp ứng yêu cầu hết sức cấp bách cần thiết của cuộc sống